Để hình thành và duy trì thói quen đọc sách trong học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Khoái Châu đã quan tâm đầu tư trang trí không gian thư viện, mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc đọc của học sinh, xây dựng các câu lạc bộ sách và hành động, tổ chức ngày hội đọc sách. Các hoạt động này không chỉ mang lại cho các em những kiến thức phong phú, phục vụ thiết thực việc học tập mà còn góp phần nuôi dưỡng, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Thư viện sách đã trở thành địa điểm quen thuộc của các em học sinh trường tiểu học Bình Kiều. Đến với thư viện của trường, các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu trên 4.000 cuốn sách với nhiều thể loại như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích, truyện lịch sử. Mô hình thư viện lớp học được nhà trường xây dựng từ năm học 2015-2016. Đến nay, 18 lớp học trong trường đều có tủ sách được đặt tại các lớp. Hay công trình thư viện xanh của nhà trường được xây với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Điều đặc biệt, tại trường tiểu học Bình Kiều, cứ đến thứ tư hàng tuần, nhà trường lại tổ chức cho toàn thể các em học sinh ngồi đọc sách theo từng lớp học tại khuôn viên nhà trường. Đọc sách là một hoạt động rất vui vẻ và ý nghĩa mà mỗi học sinh trường tiểu học Bình Kiều chúng em đều rất mong đợi. Chúng em được tự lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích. Qua việc đọc sách làm cho chúng em yêu sách hơn, có nhiều kiến thức hơn, thư giãn trong việc học tập ạ. Để nâng cao phong trào đọc sách của nhà trường, chúng tôi đã có cái kế hoạch để bổ sung thêm sách, duy trì phong trào. Sáng thứ hai hàng tuần, các con kể chuyện theo sách hoặc là đóng các tình huống theo câu chuyện lịch sử ở trong các cái cuốn sách mà các con được đọc. Những năm gần đây, trường Trung học cơ sở An Vĩ tập trung nỗ lực hơn trong việc phát triển văn hóa đọc nhằm phát huy tối đa vai trò của thư viện nhà trường, thư viện lớp học bằng cách thành lập câu lạc bộ sách và hành động do các em học sinh làm chủ nhiệm. Hiện nay câu lạc bộ có hơn 1.000 cuốn sách về văn hóa, kỹ năng sống, hướng nghiệp, giáo dục. Với trên 300 thành viên tham gia câu lạc bộ trên tinh thần đam mê đọc sách và mong muốn lan tỏa tình yêu sách với ngày càng nhiều bạn bè. Chúng em có tổ chức một số hoạt động như là kêu gọi các bạn là ủng hộ sách vào trong thư viện, đưa những cuốn sách hay, những cuốn sách đẹp lên những trang mạng để cho mọi người biết thêm nhiều hơn. Trao đổi với nhau về kinh nghiệm đọc sách, cách lựa chọn sách, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc sách của học sinh, đồng thời giúp chúng em nâng cao các kỹ năng như giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian. Hiện nay toàn huyện Khoái Châu thành lập được 50 thư viện trường học. Trong đó có 35 đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn, 45 đơn vị đã xây dựng tủ sách lớp học và 28 đơn vị có thư viện xanh, thư viện ngoài trời. Để khuyến khích việc đọc sách, các nhà trường trong huyện thường xuyên đầu tư, cập nhật bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu mượn và đọc sách của cán bộ, giáo viên và học sinh.